Phương Nhân mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp tình hình tại các điểm nóng xung đột trên thế giới ngày 1 tháng 11 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Y tế Gaza Ashraf Al-Kidra hôm nay ngày 1 tháng 11 cho biết, các máy phát điện ở khu phức hợp y tế Al-Shifa và bệnh viện Indonesia ở Gaza sẽ hết nhiên liệu sau vài giờ nữa. Ông kêu gọi các chủ trạm xăng trong khu vực khẩn cấp cung cấp nhiên liệu cho hai bệnh viện trên nếu có thể. Đối mặt với nguồn cung cấp thuốc đang cạn kiệt, cắt điện và các cuộc không kích, pháo kích, đội ngũ bác sĩ, y tá ở Gaza đã làm việc ngay đêm để cố gắng cứu được càng nhiều người càng tốt. Nhưng trước lượng nạn nhân bom đạn liên tục được đưa đến bệnh viện, không thể trách được tình hình, cảnh lực bất tòng tâm. Theo người phát ngôn của cánh vũ trang nhóm Hamas, lữ đoàn Al-Qassam, Hamas đã nói với các nhà hòa giải rằng họ sẽ thả một số con tin nước ngoài trong những ngày tới. Ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết về số lượng người bị bắt hoặc quốc tịch của họ. Ở một diễn biến khác, Israel trong ngày hôm qua đã tấn công thẳng vào một trại tị nạn đông đúc ở Gaza, khiến ít nhất 50 người Palestine thiệt mạng. Phía Hamas hôm 1 tháng 11 cho biết 7 con tin đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này, trong đó có 3 người mang hộ chiếu nước ngoài. Nhân viên cấp cứu Palestine đã đào bới đống đổ nát để tìm dấu hiệu của sự sống hôm 31 tháng 10 sau khi đòn không kích của Israel tạo ra những miệng hố khổng lồ ở trại tị nạn lớn nhất Gaza. Israel nói quân đội nước này tấn công một cứ điểm đầu não Hamas. Tuy nhiên, các quan chức y tế địa phương cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong trại Jabalia. Người mẹ này đang khóc và cầu nguyện cho ba đứa con của mình thiệt mạng trong vụ không kích. Bà nói, xin Chúa thương xót lũ trẻ, chúng con thuộc về Chúa và chúng con sẽ trở về với Ngài. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã công bố đoạn phim về điều mà họ mô tả là cuộc tấn công vào Jabalia. Trong một tuyên bố, IDF nói các cuộc tấn công đã giết chết hàng chục chiến binh Hamas trong một khu phức hợp đường hầm dưới lòng đất, cũng như chỉ huy Ibrahim Biari. Ibrahim Biari là người rất quan trọng, tôi có thể nói là thậm chí còn đóng vai trò then chốt trong việc lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10. Người phát ngôn của Hamas phủ nhận thông tin chỉ huy cấp cao có mặt tại Jabalia và gọi tuyên bố của Israel là cái cớ để giết hại dân thường. Hiện không thể xác minh độc lập số lượng thương vong, nhưng nhiều video cho thấy trẻ em chết và bị thương, chẳng hạn như video này từ một bệnh viện ở phía bắc Jabalia đang gây ra các cuộc biểu tình trên toàn cầu và kêu gọi khẩn cấp ngừng bắn. Phản đối diễn ra ở cả Israel khi gia đình của các con tin bị Hamas bắt giữ lo lắng cho sự an toàn của những người thân yêu của họ được cho là đang ở Gaza. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric chỉ ra luật nhân đạo quốc tế. Việc bảo vệ thường dân của cả hai bên là điều tối quan trọng và phải luôn được tôn trọng. Luật nhân đạo quốc tế thiết lập các quy tắc rõ ràng không thể bỏ qua. Đây không phải là thực đơn gọi món và không thể áp dụng một cách chọn lọc. Bolivia hôm 31 tháng 10 đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel, cáo buộc nước này phạm tội ác chống lại loài người ở Gaza. Những nước khác như Chile và Colombia đã triệu hồi đại sứ của họ ở Israel. Hôm 1 tháng 11, Israel cáo buộc Bolivia đầu hàng khủng bố. Phó Thủ tướng Anh Oliver Dowden cho rằng, các cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia là một phần của bản chất khủng khiếp của cuộc xung đột tại Trung Đông. Ông Dowden nhấn mạnh, Anh tiếp tục kêu gọi chính phủ Israel tuân thủ luật pháp quốc tế trong lúc tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraine. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út hôm 1 tháng 11 đã lên án gay gắt cuộc tấn công của Israel. Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố vụ tấn công đã khiến số lượng lớn dân thường vô tội thiệt mạng và bị thương. Thủ tướng lâm thời Pakistan Anwar Ul Haq Kaka cùng ngày cũng lên tiếng về sự việc trên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay chấm dứt các cuộc tấn công như vậy. Ở một diễn biến khác, một tài liệu của Israel mới bị rò rỉ đã hé lộ đề xuất trục xuất toàn bộ người dân ở dải Gaza đến bán đảo Sinai. Đề xuất này có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Israel và Ai Cập. Cụ thể ra sao? Phương Nhân xin mời quý vị cùng theo dõi video. Một tài liệu của Israel mới bị rò rỉ đã hé lộ đề xuất trục xuất toàn bộ dân ở dải Gaza đến bán đảo Sinai của Ai Cập. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó cho rằng đề xuất này chỉ mang tính giả thuyết. Văn phòng Thủ tướng Israel nói kế hoạch đó được vạch ra trong một tài liệu ý tưởng do cộng đồng tình báo đưa ra và chưa được giới hoạch định chính sách xem xét. Tuy nhiên, tài liệu này đã bị giới lãnh đạo Palestine lên án và có nguy cơ làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Israel với Ai Cập. Văn bản này được đưa ra 6 ngày sau khi nhóm Hamas tấn công Israel hôm 7 tháng 10, làm hơn 1.400 người thiệt mạng. Theo đề xuất, toàn bộ dân số 2,2 triệu người ở Gaza sẽ được chuyển đến các khu lều trại ở Bắc Sinai. Sau đó, các thành phố kiên cố và hành lang nhân đạo sẽ được dựng nên. Một vùng an ninh sẽ được lập ra
đình trong Israel để ngăn chặn người Palestine thâm nhập. Tài liệu không nói rõ Gaza sẽ ra sao sau khi chuyển hết dân đi, nhưng hàm ý là cư dân bị trục xuất sẽ định cư ở nơi khác. Đề xuất này thừa nhận sự phức tạp xét về tính chính đáng quốc tế. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu nói đó chỉ là tài liệu ý tưởng và chủ đề tương lai, chưa được bàn đến ở bất kỳ diễn đàn chính thức nào của Israel, vì hiện cần tập trung vào tiêu diệt năng lực quản trị và quân sự của Hamas. Israel đã yêu cầu dân thường ở miền Bắc dải Gaza, trong đó có thành phố Gaza, di chuyển về miền Nam lãnh thổ này để được an toàn trong khi Israel tấn công Hamas. Tuy nhiên, nhiều cư dân lo sợ cuộc tiến quân vào Gaza lần này là tiền đề để Israel trục xuất dân Palestine ra khỏi vùng lãnh thổ. Họ nhắc đến tiền lệ năm 1948 khi hàng trăm người phải di tản hoặc bị đuổi ra khỏi nhà trong cuộc chiến liên quan việc thành lập nhà nước Do Thái. Đài CNN nhận định việc chính quyền Thủ tướng Netanyahu đánh giá thấp nhưng thừa nhận sự tồn tại của tài liệu trên nhiều khả năng làm gia tăng sự nghi ngờ trong số các quốc gia Ả Rập trong khu vực rằng Israel cố tình trục xuất vĩnh viễn người Palestine khỏi nơi định cư lâu nay. Ai Cập và Jordan cảnh báo bất kỳ kế hoạch nào nhằm di dời người Palestine từ dải Gaza và bờ Tây đến các nước này có thể dẫn đến xung đột leo thang tại khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ và các nước khác đang cân nhắc nhiều viễn cảnh khác nhau cho tương lai dải Gaza nếu lực lượng Hamas bị giải thể chính quyền tại đây. Trình bày trước Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ hôm 31 tháng 10, ông Blinken nói rằng lực lượng Hamas không thể tiếp tục nắm chính quyền ở dải Gaza, nhưng Israel cũng không muốn quản lý nơi này. Sau khi tài liệu trên bị rò rỉ, tờ báo The Times of Israel ngày 31 tháng 10 đưa tin, Ai Cập đã triển khai nhiều xe tăng và xe thiết giáp khác đến gần cửa khẩu Rafah với dải Gaza. Trong một tuyên bố cùng ngày 31 tháng 10, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Mabouli nói nước này sẽ chấp nhận hy sinh hàng triệu người nhằm bảo vệ bán đảo Sinai. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã cảnh báo hiệp ước hòa bình với Israel có nguy cơ đổ vỡ nếu dòng người từ Gaza tràn sang bán đảo Sinai, đặt ra khả năng biến nơi đây thành căn cứ mới cho các hoạt động khủng bố chống Israel. Ông el-Sisi nói trong kịch bản đó, Israel sẽ tấn công trực tiếp vào đất Ai Cập với lý do có quyền tự vệ và bảo vệ an ninh quốc gia. Vì vậy, ông el-Sisi đã nhiều lần nhấn mạnh người Palestine tại Gaza phải ở nguyên trên đất của họ, đồng thời gợi ý tạm thời đưa người Palestine đến sa mạc Negev của Israel cho đến khi Israel kết thúc chiến dịch loại trừ các nhóm vũ trang tại Gaza. Phía Hamas và chính quyền Palestine chưa có bình luận gì. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay 1 tháng 11, Ai Cập đã lần đầu mở cửa khẩu Rafah từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ, cho phép người mang hộ chiếu nước ngoài rời dải Gaza. 545 người nước ngoài và người mang hai quốc tịch dự kiến rời Gaza thông qua Rafah, cửa khẩu duy nhất giữa Ai Cập và dải Gaza trong ngày 1 tháng 11. Ai Cập cũng cho biết nhóm đầu tiên gồm 81 người Palestine bị bệnh hoặc bị thương nặng sẽ được phép đến Ai Cập để điều trị y tế trong hôm nay. Đội xe cứu thương từ phía Ai Cập đã tiến vào cửa khẩu để đưa những người này tới điều trị tại các bệnh viện của Ai Cập. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu các nghị sĩ Mỹ cung cấp thêm hàng tỷ đô la cho Israel vào hôm 31 tháng 10 tại phiên điều trần Quốc hội. Trong một phiên điều trần đầy sóng gió, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã phát biểu rằng sự hỗ trợ dành cho cả hai nước có mối liên hệ chặt chẽ và không nên tách rời. Hai quan chức chính quyền Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của viện trợ Mỹ dành cho Ukraine, với bình luận rằng ông Vladimir Putin sẽ chiến thắng nếu Kiev không tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Washington. Không một thượng nghị sĩ nào kêu gọi ngừng bắn, các vị thật đáng xấu hổ. Những người biểu tình phản đối chiến tranh hôm 31 tháng 10 liên tục làm gián đoạn phiên điều trần Quốc hội ở đồi Capitol, nơi các nghị sĩ tập trung vào vấn đề viện trợ cho cả Israel và Ukraine. Những người biểu tình tố cáo các quan chức hàng đầu của Mỹ ủng hộ điều mà họ cho là tội ác diệt chủng đối với người Palestine ở Gaza. Ngoại trưởng Antony Blinken buộc phải tạm dừng khi những người biểu tình can thiệp. Trong rất nhiều việc chúng ta làm để thúc đẩy an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao, sự phát triển của chúng ta phải song hành cùng nhau. Cả Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đều trình bày trước Ủy ban Thẩm định Thượng viện về đề nghị của Tổng thống Joe Biden cấp 106 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho các kế hoạch đối với Ukraine, Israel và an ninh biên giới Mỹ. Hai quan chức cho rằng việc hỗ trợ các đối tác của Washington là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia. Tôi có thể đảm bảo với các vị rằng nếu không có sự hỗ trợ của chúng ta, ông Putin sẽ thành công. Nhưng con đường phía trước cho kế hoạch tài trợ với giấc của ông Biden có vẻ không chắc chắn.
Đảng Dân Chủ kiên quyết ủng hộ chiến lược của Tổng thống trong việc kết hợp viện trợ Ukraine với Israel và nhiều đảng viên Cộng Hòa ở cả Thượng viện và Hạ viện cũng đồng thuận. Tuy nhiên, các đảng viên Cộng Hòa, lãnh đạo Hạ viện phản đối điều này. Tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trước đây đã bỏ phiếu phản đối việc hỗ trợ Ukraine. Tuần này, ông đưa ra dự luật viện trợ khoảng 14 tỷ đô la Mỹ cho Israel bằng cách cắt giảm tài trợ cho sở thuế vụ, tạo ra một cuộc đối đầu với các đảng viên Dân Chủ. Dự luật Hạ viện không cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ bắt đầu chuyến công du Trung Đông mới trong tuần này, trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden đang tìm kiếm các cơ chế khẩn cấp để giảm bớt căng thẳng trong khu vực do cuộc xung đột ở Gaza. Tổng thống Biden hôm 31 tháng 10 cũng đã điện đàm với vua Abdullah đệ nhị của Jordan. Theo Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các cơ chế khẩn cấp để ngăn chặn bạo lực, xoa dịu các cuộc tranh luận và giảm bớt căng thẳng trong khu vực. Họ cùng nhất trí rằng điều quan trọng là phải đảm bảo rằng người Palestine không bị buộc phải di dời ra ngoài Gaza. Trong một diễn biến khác, Hải quân Israel hôm 31 tháng 10 đã điều các tàu tên lửa tới Biển Đỏ để củng cố năng lực phòng thủ sau khi nhóm Houthi ở Yemen bắn tên lửa vào miền nam Israel. Quân đội Israel cho biết đã triển khai nhiều lớp phòng không trong khu vực để chặn các đòn tấn công của Houthi. Hải quân Mỹ đang được triển khai tại Biển Đỏ, từng bắn hạ một số tên lửa và máy bay không người lái của Houthi tới Israel. Quân đội Israel ngày 31 tháng 10 thông báo tổ hợp phòng không Arrow của nước này đã đánh chặn một tên lửa bay từ Biển Đỏ hướng đến thành phố Eilat. Tiêm kích Israel cũng đã hạ hai UAV trên vùng biển này. Houthi, một nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Yemen, sau đó thừa nhận đã tiến hành cuộc tập kích UAV và tên lửa vào Israel, qua đó chính thức bước vào cuộc xung đột Hamas-Israel. Phong trào Houthi ở Yemen hôm 31 tháng 10 cho biết đã phóng một loạt tên lửa và máy bay không người lái UAV vào Israel, chính thức bước vào cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas ở Gaza. Động thái này làm tăng thêm lo lắng của các cường quốc thế giới về một cuộc xung đột lan rộng sang nhiều quốc gia hơn. Tuyên bố này được đưa ra sau khi quân đội Israel cho biết họ đã chặn hai vật thể bay trong các vụ việc riêng lẻ quanh Biển Đỏ. Đây là một cuộc diễu binh của lực lượng Houthi ở Yemen vào tháng 9, chỉ vài ngày trước khi Hamas tấn công Israel. Hôm 31 tháng 10, người phát ngôn của nhóm Houthi cho biết đây là vụ phóng thứ ba kể từ khi xung đột bắt đầu, dường như xác nhận rằng nhóm này đứng sau vụ việc ngày 19 tháng 10 khi Hải quân Mỹ cho biết họ đã đánh chặn ba tên lửa hành trình trên Biển Đỏ. Và một cuộc tấn công bằng UAV ngày 28 tháng 10 dẫn đến các vụ nổ ở Ai Cập mà Israel quy trách nhiệm cho Houthi. Người phát ngôn cho biết họ sẽ tiếp tục tấn công Israel cho đến khi Israel kết thúc chiến dịch ở Gaza. Houthi là thành viên của trục kháng chiến, một liên minh gồm các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, trong đó có Hamas. Gần đây, nhóm đã công bố đoạn video cho thấy các cuộc tập trận của mình. Quân đội Israel cho biết vẫn tập trung vào Gaza và Houthi chỉ là một trong nhiều lực lượng ủy nhiệm của Iran, dù Houthi đã phủ nhận mối quan hệ này. Bộ Quốc phòng Israel hôm nay 1 tháng 11 thông báo nhóm vũ trang Hamas phóng tên lửa chống tăng dẫn đường vào một xe thiết giáp của lữ đoàn bộ binh Givati hoạt động ở phía bắc dải Gaza, làm chết 7 binh sĩ và 4 người bị thương. Đây là thương vong nặng nề nhất trong một ngày của quân đội Israel, kể từ khi nước này đưa bộ binh tiến công vào dải Gaza để tiêu diệt Hamas. Hôm 31 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói, quân đội nước này đang có thắng lợi đáng kể trong chiến dịch cục bộ ở Gaza, nhưng cũng phải trả giá nặng nề. Ông Gallant nói Israel đang triển khai lực lượng trên quy mô lớn sâu trong dải Gaza. Ông cho biết binh sĩ Israel đã giao tranh với các lực lượng kiểm soát Gaza và kết quả cùng thành tựu đạt được trên chiến trường rất tốt. Tuy nhiên, trong chiến tranh còn có cái giá phải trả, và cái giá này trong ngày hôm qua là quá nặng nề. Ông Gallant nói và nhấn mạnh vẫn quyết tâm tiếp tục và chiến thắng. Chuyển sang thông tin liên quan đến cuộc xung đột Nga và Ukraine. Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa trong một cuộc tấn công trong đêm nhắm vào quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng, trong khi các quan chức khu vực cho biết nhà máy lọc dầu Kremenchuk đã bị tấn công. Trong một bài đăng trên ứng dụng Telegram, lực lượng không quân cho biết 18 trên 20 UAV tự sát do Nga phóng đã bị bắn hạ trước khi tiếp cận được mục tiêu, cũng như các tên lửa. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 2 năm, và chưa có dấu hiệu sẽ khép lại, Tổng thống Zelensky đã gửi lời động viên đến binh sĩ, nhắc nhở họ rằng chiến thắng không thể đến ngay lập tức. Reuters ngày 1 tháng 11 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các cuộc tấn công của lực lượng nước này nhằm vào hải quân Nga ở Biển Đen đã tác động nỗ lực tiến hành chiến dịch quân sự của Moscow.
Phát biểu trên truyền hình, nhà lãnh đạo khích lệ tinh thần các binh sĩ, đồng thời nói thêm rằng cuộc phản công của Ukraine không thể thành công tức thời. Theo ông, thế giới hiện đã quen với thành công quá nhanh và nhiều người từng không tin Ukraine sẽ sống sót khi Nga đưa quân sang. Ông phát biểu, vinh quang cho tất cả những người không rút lui, không kiệt sức, vẫn tin tưởng vào Ukraine và những người đã chiến đấu kiên cường cho Ukraine. Cuộc chiến nổ ra hôm 24 tháng 2 năm 2022 và chưa có dấu hiệu kết thúc. Lực lượng Nga đã chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới ở các khu vực khác nhau của mặt trận và có thông tin họ đang chịu tổn thất nặng nề. Ông Zelensky nói rằng quân đội Ukraine đã thành công trong việc làm suy giảm sức mạnh quân sự của Moscow ở Biển Đen, điều mà ông cho rằng với sự hỗ trợ lớn hơn từ các đồng minh có thể giúp Ukraine chiến thắng. Biển Đen đã trở thành khu vực quan trọng với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và xuồng không người lái ngày càng tăng của Ukraine đã làm hư hỏng các khu vực sửa chữa tàu và hải quân ở cảng Sevastopol cũng như tấn công các mục tiêu khác của Nga. Nga không lập tức bình luận về phát biểu trên của ông Zelensky. Theo nhận định trên đài RT, các cuộc tấn công của Ukraine ở Biển Đen và Crimea không làm giảm đáng kể sức mạnh của Nga trong khu vực, khi ít nhất tác động đến hậu cần và các lực lượng Nga tiếp tục sử dụng Crimea làm hậu phương cho các đơn vị của họ được triển khai ở Dnipro và ở Zaporizhia. Ngoài ra, Nga có thể gây thiệt hại nặng nề hơn cho cơ sở hạ tầng của Ukraine ở khu vực Biển Đen và tiếp tục tấn công máy bay Ukraine, cũng như săn lùng các kho chứa những tên lửa và tiếp tục tấn công các sân bay Ukraine. Liên quan tình hình trên chiến trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine ngày 1 tháng 11 cho biết Nga đang nỗ lực giành lại các khu vực Klitschkiva và Andriivka ở miền nam thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk và Robotynye, tỉnh Zaporizhia nhưng không thành công. Lực lượng Nga còn tiếp tục cuộc tấn công xung quanh thị trấn Avdiivka, tỉnh Donetsk và sử dụng không quân để hỗ trợ bộ binh. Các binh sĩ Ukraine đẩy lùi khoảng 20 cuộc tấn công tại Avdiivka và các khu vực xung quanh. Moscow vẫn chưa bình luận về những thông tin này. Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới ở các khu vực khác nhau của mặt trận, nhưng có rất ít động thái dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km trong những tháng gần đây. Tổng thống Zelensky tối ngày 31 tháng 10 cho biết một cuộc họp với các chỉ huy cấp cao đã xem xét các khu vực bị nhấn chìm bởi cuộc giao tranh ác liệt nhất, bao gồm các khu vực trọng điểm Avdiivka và Kupiansk, nơi Nga đã tấn công trong những tuần gần đây. Thưa quý vị, khi năm 2023 đang bước vào những tháng cuối cùng, cuộc phản công của Ukraine dường như đã không thể đạt được thành quả nào đáng kể. Theo The Times của Mỹ, nội bộ chính phủ Ukraine đang bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tiêu cực. Cụ thể ra sao? Phước Nhân xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo tạp chí Times, các phụ tá của Tổng thống Ukraine cho biết ông Volodymyr Zelensky cảm thấy bị các đồng minh phương Tây phản bội. Theo bài báo được tạp chí Times đăng tải vào hôm 30 tháng 10, những người thân cận cho rằng ông Zelensky hiện đã giảm bớt hy vọng và Ukraine khó lòng giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Ông Zelensky và các cố vấn của ông đã trò chuyện với tạp chí Mỹ sau khi Tổng thống Ukraine đến thăm Washington vào tháng trước. Vẫn có sự chào đón nồng nhiệt trong chuyến thăm đó, ông Zelensky bị chỉ trích vì nạn tham nhũng ở Ukraine và không được chấp thuận để phát biểu trước các nghị sĩ ở đồi Capitol. Mặc dù Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ ủng hộ Ukraine đến chừng nào còn cần thiết, nhưng Quốc hội Mỹ vẫn không nhất trí về dự luật viện trợ mới cho Ukraine. 10 ngày sau khi ông Zelensky trở về Kiev từ Washington, các nghị sĩ đã thông qua được dự luật chi tiêu để ngăn chặn chính phủ đóng cửa, nhưng đã loại bỏ 6 tỷ đô la Mỹ viện trợ Ukraine ra khỏi dự luật này. Tạp chí Times dẫn lời một phụ tá Tổng thống Ukraine cho biết, ông Zelensky cảm thấy bị các đồng minh phương Tây phản bội, họ đã khiến ông không có phương tiện để chiến thắng trong xung đột, mà chỉ là phương tiện để sống sót. Ông Zelensky nói, điều đáng sợ nhất là một phần thế giới đã quen với cuộc chiến ở Ukraine. Tâm trạng mệt mỏi vì chiến sự cuộn lên như một cơn sóng, bạn thấy nó ở Mỹ, ở châu Âu. Ông Zelensky nói ông vẫn tin rằng lực lượng của mình có thể đánh bại Nga trên chiến trường và ông sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow. Tuy nhiên, một trong những trợ lý thân cận nhất của ông Zelensky nói với tạp chí Times rằng ông ấy tự lừa dối mình. Chúng tôi hết lựa chọn rồi, chúng tôi không có chiến thắng, nhưng cứ thử nói điều này với ông ấy xem. Cuộc xung đột Hamas-Israel đã khiến phương Tây bớt chú ý đến Ukraine trong những tuần gần đây. Tại Mỹ, Lầu Năm Góc đang tăng cường đưa quân và vũ khí tới Trung Đông, còn tân chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thì ưu tiên bỏ phiếu về viện trợ cho Israel thay vì Ukraine. Tổng thống Zelensky bình luận với Times rằng đó là điều hợp logic, và khi Israel cần sự trợ giúp của thế giới thì Ukraine mất chỗ. Sau khi Times đăng tải bài báo nói trên, cả cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak và Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Oleksiy Danilov đều đưa ra các phát biểu phủ nhận thông tin do bài báo đưa ra. Trong một thông tin khác, trang The Kiev Independent ngày 1 tháng 11 dẫn một khảo sát của trung tâm Levada, trụ sở tại Moscow,
cho thấy hầu hết người Nga không ủng hộ việc chấm dứt chiến dịch mà phải rút khỏi các khu vực do Nga giành được kiểm soát. Chỉ có 34% ủng hộ Tổng thống Putin nếu ông rút quân và trả các vùng đã kiểm soát lại cho Ukraine. Tuy nhiên, nếu không xét đến vấn đề lãnh thổ, có đến 70% người tham gia ủng hộ việc Nga kết thúc chiến dịch quân sự tại Ukraine. Khảo sát còn cho thấy, 56% ủng hộ việc bắt đầu đối thoại hòa bình, so với 51% trong cuộc khảo sát hồi tháng 9. Cuộc khảo sát mới nhất đã được tiến hành từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10, với sự tham gia của 1.607 người trên khắp nước Nga. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tình hình tại các điểm nóng xung đột trên thế giới ngày 1 tháng 11 của báo The New. Phương Nhân chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về các cuộc xung đột sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị sẽ bấm like, đăng ký kênh YouTube báo The New cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Xin thân ái, chào tạm biệt.